Thưa quý vị, sáng nay chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đón đoàn tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng một số cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol tới thăm sau khi nhậm chức vào hồi tháng 5 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân của ngài Tổng thống Yoon Suk-yeol đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Việt Nam và Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2022. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam với 82 tỷ đô la Mỹ tổng vốn đăng ký với 9.559 dự án. Đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển ODA với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 87 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% so với năm trước đó. Trong chuyến thăm sẽ có khoảng 205 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Việt Nam. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại của hai nước đã và đang phát triển nhanh chóng, ấn tượng. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch về thời gian triển khai dự án, đó là những sự thay đổi gần đây tạo sự cạnh tranh của Việt Nam. Tôi đánh giá đây là thời điểm thuận tiện cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra ngay trong năm đầu tiên hai nước triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việc Tổng thống Yoon Suk-yeol lựa chọn Việt Nam là nước thăm cấp nhà nước đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á sau khi nhậm chức thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ hai nước. Đây là năm đầu tiên hai nước chúng ta triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm là dịp lãnh đạo hai nước cùng trao đổi về phương hướng, đề ra những tầm nhìn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời cũng là dịp lãnh đạo hai nước cùng thống nhất với nhau về chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đã trải qua ba thập kỷ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thời gian qua, hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc chủ yếu tập trung xoay quanh lĩnh vực sản xuất, chế tạo. Tuy nhiên, chính phủ cũng như doanh nghiệp hai nước gần đây đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm ra những dự án, lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng thông qua chuyến thăm, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, văn hóa cũng sẽ được thúc đẩy. Việt Nam là quốc gia đóng vai trò thắt chặt cũng như làm cầu nối giữa ASEAN với Hàn Quốc. Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế, ngoại giao, giao lưu nhân dân. Chúng tôi mong muốn thời gian tới Hàn Quốc sẽ cùng với Việt Nam trao đổi, thảo luận để thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, văn hóa và viện trợ không hoàn lại. Cũng theo Đại sứ Oh Young-ju, chuyến thăm lần này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới tương lai, đem lại lợi ích cho người dân, trong đó đặc biệt coi trọng giao lưu nhân dân, cũng như kiến tạo chính sách hỗ trợ thiết thực cho thế hệ tương lai hai nước ngày một gắn bó. Thưa quý vị, nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera chính thức sang thăm Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 6. Sáng nay, lễ đón chính thức Bộ trưởng Álvaro López Miera và đoàn công tác Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, khẳng định 60 năm qua quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên tinh thần anh em gắn bó, thân thiết, trở thành quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại. Tin tưởng thành công của các chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội,
Việt Nam cũng chia sẻ với những khó khăn thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt do ảnh hưởng của chính sách bao vây cấm vận và gần đây là những thiệt hại về người và tài sản do các sự cố, thiên tai liên tiếp xảy ra. Khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ của Cuba trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau này. Thượng tướng Alvaro Lopez Meira cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn, nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam năm 2019 và bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Việt Nam. Thượng tướng Alvaro Lopez Meira mong muốn thời gian tới Cuba và Việt Nam tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có khả năng và nhu cầu, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, trao đổi chuyên gia, đào tạo, giữ gìn ký ức lịch sử, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Cuba-Việt Nam. Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột, là hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Giai đoạn 2020-2022, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác và đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, công tác đảng, công tác chính trị, công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội, lĩnh vực quân y, nông nghiệp, đặc biệt là việc hoàn thành cuốn sách Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba. Thưa quý vị, nhân dịp ngài Marcel Ciolacu được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Rumani và ngài Nicolae Ciucă được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Rumani, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới bà Luminita Ozo Deso nhân dịp bà được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao Rumani. Thưa quý vị, nhân dịp ngài Petteri Orpo được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Phần Lan và ngài Jussi Halla-aho được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới bà Elina Vantonen nhân dịp bà được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Phần Lan. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 6 năm 2023.